Sáng nãy vừa làm ông đẩy được không? Nó lại ra bên này rồi ông ạ. Dạ, bên kia. 10 phút này thì mấy anh em thợ là đào cũng khá là sâu đúng không bác ạ? Đúng rồi. Chiều sâu của nó chắc là mấy em thợ bảo là 1m dưới 2m gì đấy. Ở sau này thì đây là chỗ này là cái chỗ rửa bát đâu ạ. Sau này mà chắt thêm nó còn cao thêm nữa. Sau này thì sẽ, nếu mà thêm là có thêm kinh phí thì cháu sẽ làm cho một cái tủ chạm bát đấy để nó gắn vào tường. Đấy, khi mà ông rửa bát xong ông úp ấy, nước nó sẽ lại tiếp tục là chảy vào bồn, nó chảy đi xuống. Đấy, bây giờ thì cháu được xin phép là đọc và công khai tất cả khoản hỗ trợ của các bác dành tặng tới cho hai ông cháu của bác nhé. Người đầu tiên mà giúp đỡ cho ông thì là ngày 19 tháng 12 thì là bà bé là ở Mỹ là có gửi 8.400.000 là 10.000 đồng. Ngày 28 tháng 2 tiếp tục được hai chị là Nguyễn Thúy gửi là 50.000.000 là 108.000. Ngày 17 tháng 5 chị Trần Đỗ Giáng My ở Hồng Kông là gửi 17.000.000 là 500.000. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em Một Ngày Mới. Xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ, để mà cập nhật cái tiến độ mà làm nhà cho hai ông cháu. Và hôm nay cháu Đức xuống thì cũng có một cái tin và muốn thông báo cho ông với lại là tất cả cô bác anh chị ở trên kênh cũng biết. Và tin gì thì một tí nữa cháu Đức sẽ ở trong video thì cháu Đức sẽ đi vào và nói thêm. Hiện tại thì có thể như là mấy anh em thợ hôm nay là đến giờ chưa đi làm sao cô bác ạ, thành ra là có mỗi ông là ở nhà thôi. Ông thì vừa rồi cháu Đức xuống thì ông đang dọn dẹp là ở bên trong nhà cô bác ạ. Ở phía bên ngoài này thì các bác cũng đã nhìn thấy được rằng là mấy anh em thợ cũng đã hoàn thiện là cái phần làm mặt tiền hết rồi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn còn là một số chi tiết là phải làm nữa. Và những cái chi tiết đấy thì là ở những cái phần là phao chỉ đấy các bác này. Ở cái phần là phao chỉ mà anh em thợ phải làm lại để cho làm sao cho nó mịn, để cho nó đẹp. Sau này nếu như mà khi mà đi vào sơn nhà đấy các bác, thì những cái phần phao chỉ này các bác này, đấy, những cái vạch mà kẻ này thì là những cái phần mà gọi là như là mình sẽ sơn màu khác để cho nó nổi bật cái ngôi nhà của hai ông cháu lên cô bác ạ. Và bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào nhà của hai ông cháu để mà xem là mấy hôm nay xem là mấy anh em thợ là làm những cái gì cô bác nhá. Nhà hai ông cháu thì cũng được là 2 hôm rồi cháu Lực là không có xuống đây cô bác ạ. Cháu Lực có bận một chút việc. Mấy nữa thì mấy anh em thợ sẽ đi vào và chắt lại thêm những cái phần phao chỉ này các bác này, để làm sao mà cho nó mịn và cho nó đẹp đi. Không biết là mấy anh em thợ đã xây bể phốt chưa. Cái phần gạch bị vỡ này các bác này thì là sẽ tận dụng để làm cái phần là bể phốt của bác ạ. Đấy, còn như làm nhà này các bác này, nhưng các bác không nhìn thấy được rằng là quá trình mà làm nhà của hai ông cháu nó vận chuyển khá là xa. Đấy, cho nên là cũng không thể tránh khỏi được rằng là cái gạch mà nó bị vỡ làm đôi cả các bác ạ. Ở đây thì gạch nó chỉ là bị vỡ làm đôi thôi, chứ nó không phải là bị vụn các bác. Cho nên là mình vẫn tận dụng lại để mà xay các bác ạ. Hiện tại thì ở trong nhà thì đã không còn dùng đến gạch nữa rồi các bác ạ. Hầu như là đã xong hoàn toàn rồi. Đấy, nhưng mà vẫn còn thêm là vài chi tiết nữa không có, còn chưa có hoàn thiện. Đấy, ông thì những lúc mà ông rảnh rỗi thì ông ở nhà là lau dọn nhà cửa cô bác ạ. Rồi cho ông nhé, cho đeo cho ông cái mic nhé. Nay thợ nghỉ đi về ăn cơm trưa không? Vâng, đi cơm trưa hôm nay cái chồng đuổi nó đi làm. Cái sáng nay mấy anh em thợ có làm không? Sáng nay làm. Vâng. Nó vừa nghỉ đi. Vâng, cũng vừa mới nghỉ đi không? Vâng. Đấy là cháu vừa xuống thì mấy em thợ là vừa đi đúng không? Vâng. Đấy, ông có gửi một lời chào tới các bác vâng. Không? Chào các em các chị nhá. Mày đi học phải không?
đừng đi họp. Nhà đúng ông là chịu khó lâu lâu như này thì nó bóng với ông nhỉ? Vâng. Nhưng mà cái này thì những cái phần này đấy các bác ơi, bây giờ thì gọi là lâu để cho nó cái phần xi nó không bị dính thôi. Đấy. Phần xi thì nó không bị dính thôi nhưng mà nó vẫn còn là những cái phần mà như kiểu cái bụi của xi ấy, khi mà mình lâu ấy một tí nữa là nó sẽ lại loang lên. Như phần của ông hiện tại cũng thế đấy các bác này. Ông bây giờ là ông lâu đấy nhá, nó nhìn nó rất là bóng đấy, nhưng mà một tí nữa khô đi thì nó lại bị loang, bị bọt trắng ấy. Lâu nhiều rồi, nhiều luôn đấy. Mấy anh em thợ là vẫn chưa đổ cái phần bàn thái đúng không nhỉ? Chưa đủ. Chắc phải mấy anh em thợ là không biết là hoàn thiện thêm chi tiết nào mới đổ đây. Phần bàn thái đến lại trong nhà vệ sinh này các bác này, thì hiện tại là mấy anh em thợ là chưa đi vào hoàn thiện các bác nhé. Những cái đường bên này các bác này thì máy nước đường là dây điện tổng nó sẽ chạy qua đây, chứ tránh trường hợp các bác lại nghĩ rằng là sao ở trong nhà cũng có phao chỉ đấy các bác, thì cái này là không phải phao chỉ đâu các bác nhé, cái dây điện đấy. Cái nữa dùng dây điện đi qua thì máy em thợ sẽ lại chắt lại thêm một lần nữa. Làm như thế thì nhìn dây điện này thì nó sẽ nhìn nó gọn ngôi nhà hơn các bác, nhìn nó đẹp hơn. Mạnh thời gian này đi học với ông nhỉ? Nhà đi học. Vâng. Thời tiết hôm nay thì có vẻ như là nắng khá là đẹp các bác ạ. Vừa rồi thì khi mà cháu Lực đang xuống ấy, thì là trời mưa các bác ạ. Cháu Lực còn phải lội theo cả áo mưa nữa. Cho các bác xem áo mưa này, chứ không tí một số các bác lại nhớ cháu Lực là phép. Đây các bác này, cháu Lực đi xuống cháu Lực còn phải đội cả áo mưa nữa. Nhưng mà ra đến đây thì lại thời tiết là nắng. Này lúc mà cháu cũng xuống ấy thì mấy anh em thợ làm ấy, thì ông bảo là mấy anh em thợ làm thì làm xong thì lùng cắt để mà giải lên trên xong là cho nó hút cái phân xi nó đi ông nhé. Vâng. Quay công việc của anh em thợ làm cái gì không? Thế làm để phút mình đi. Thế ông cháu mình đi xem một tí đâu. Cháu mình xem mấy anh em thợ làm bể phốt một chút. Đấy, trong nhà thì vẫn còn một số đồ đạc không bác, thì nhìn trong nó rất là bừa. Máy nước khi mà làm xong thì nó được sẽ dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ đấy, nhưng mà trong nhà không có nhiều đồ đạc gì đâu, chỉ có mấy cái đồ của mấy thợ thôi. Vậy ra phần hông nhà thì vẫn còn một cái khoảng sân mà tương đối là cũng khá là lớn đúng không á. Sau này thì cháu Lực sẽ cùng với ông lại làm ở chỗ này thêm là một cái bếp củi. Ông này làm bếp củi là một phần bên ông nhỉ? Vâng. Đấy. Làm ở cái bếp củi là phần nó nhỏ, những cái tấm ván gỗ mà ở phía bên này này ông này. Đấy. Đấy lại cái tấm ván gỗ để mình làm. Xong nó đầu lắp quế. À. Ống này xong. Xong mới lắp ống à? Cái bể phốt của mấy em thợ là làm ra tận bên này đúng không? Đấy có lẽ là buổi sáng nay mưa các bác ạ, mấy anh em thợ làm vẫn còn dùng cái bạt này để mà che lại. Dưới kia để cho Lực nhìn thấy là động nước khá là nhiều. Ông làm nào, ông kéo nước cái dao không? Vâng. Lấy xì mưa. Lấy nước kìa, một khúng kìa không? Thế là buổi sáng nay thợ mới hoàn thiện cái bể phốt này thôi hả ông? Vâng. Ông làm nào đẩy được cái hùng nước nó đi ạ. Đấy. Lên tí nào. Ôi nó chạy ra bên này rồi ông ạ. Đi sáng lại vừa làm. Ông đẩy được không? Nó lại ra bên này rồi ông ạ. Ra bên kia. Ông đẩy từ bên trên xuống. Đẩy từ trên xuống ông. Đây chưa đứng được à? Chưa đứng được đúng không? Nó vừa làm. Thế đừng có đứng. Tí nó sập ông nhá. Bể phốt này thì mấy anh em thợ là đào cũng khá là sâu đúng không bác ạ? Chiều sâu của nó chắc là mấy em thợ bảo là 1m dưới 2m gì đấy. Đây thì cháu hớt từ trên này được. Ôi, trời ơi.
sáng nay mưa nhiều ông đây. Mưa nhiều đấy. Lúa nhà ông thì có vẻ như ra bông hết rồi nhỉ? Ra bông hết rồi. Bây giờ thưa quá rồi. Thì lúa này sẽ mưa nhiều. Không tốt rồi. Nhưng mà có vẻ như là lúa ông năm nay là chắc là không được tốt mấy đâu ấy nhỉ? Không tốt đây. Ở ra phía bên này thì có vẻ như là rất là tốt của bác này. Nhưng mà đi xuống ấy kia thì có những chỗ thì ra bông, có chỗ không ra bông. Cái này thì ngày mai thì sau khi mà xây nó cứng hoàn toàn đấy các bác, thì mấy anh em thợ sẽ lấp hết lại. Lấp hết lại xong là đổ tấm đan, không biết là mấy anh em thợ đã đổ tấm đan lên trên hay chưa. Ui ông ơi. Ông xem dưới này làm sao nó bị rò nước ở đây không? Nước vừa rồi nó rơi ở đây à? Đây này. À nước vừa rồi nó rơi ở đây đúng không? Nó vừa đổ xuống đây đấy. À làm nào mà cháu nhìn thấy là dưới kia là rò kìa. Mai thì cứ 70 phút này mấy anh em thợ sẽ láng lên trên cô bác, láng trên kia sạch cho xong là chắp lại thêm 1-2 lớp để cho nó cứng đi á. Thường nó mòn nó đi học ở huyện 3-4 ngày. Anh Phòng đúng không? Vâng. Đi được mấy ngày rồi không? Anh Phòng ấy. Hôm qua mới đi được, hôm nay được 2 ngày. Nay 2 ngày ạ? À? Mai ngày kia nữa. Vâng. Thôi cháu cho ông lấy cái cuốc nén xuống để cho nó chặt cái phần phía dưới kia đây không? Ấy, ông nhìn sang bên này, ông nhìn thấy nước nó chảy ra bên này không? Đây đây, ông nhìn ra đây. Đấy. Chưa lắp kịp. Cái bể phốt này thợ làm được mấy hôm không? Hôm qua mới làm, sáng nay làm. Qua làm được một nửa. Chỗ này nó về ngăn cái này. Vâng. Dưới đi. Bây giờ nếu mà buổi chiều nay mấy em thợ đi làm là sẽ đi vào và chắc cái phần nào bị phốt được không bác? Cái bể phốt thì làm mà khá là xa đấy, cách nhà đó là tầm độ là ống nước, ống nhựa kia là 10 ống lên 5 mét, có được 12 ống, ít nhất là tầm độ 7-8 mét. Đây Vân lấy dư ra thêm một chút để nối đâu mà cắt nối thêm nữa. Cái phần kè bên này là trước là khi mà đào nền nhà đấy các bác là ông tự kè thôi. Đấy xong cái thời gian mà mưa lú nhiều quá thành ra là nó bị trôi hết cái phần đất nó đi, cái phần đất cát nó đi rồi. Bây giờ còn mức đá nó lại thôi. Được chưa? Được. Phải nói là trải qua sau một cái trận bão vừa qua thì hầu như là rất là nhiều nơi là bị ảnh hưởng tới lũ lụt cũng như là lũ quét nữa. Trên vùng cao thì có lũ quét sạt lở các bác, còn như ở dưới xuôi thì có một số nơi thì bị lũ ngập rất là nhiều. Cái ống này thì vừa rồi cháu được bảo đấy các bác là lấy 2 ống, là mỗi ống là 5 mét. Ống này thì là ống nhựa Tiền Phong cho nên là nhìn nó nhựa thế này chất liệu nó được rất là lâu không ạ. Mấy nữa là mấy anh em thợ sẽ đào ở đây đúng không ạ? Đào ở đây thì làm sao mà cho cái phần cái ống thải làm sinh ấy nó đi xuống dưới kia. Và ở dưới kia thì thấy là mấy anh em thợ cũng xây bể phốt làm 2 cái ngăn nó lọc đi. Nó như thế thì nó sẽ không có bị mùi cả. Hay như sau này ông vệ sinh ở trong nhà đấy, khi mà vệ sinh xong ấy ông dọn dẹp và sạch sẽ đấy, ông xả nước nó đi thì ở trong nhà vệ sinh nó sẽ không có bao giờ bị mùi cả ông ạ. Vâng. Đấy. Ông thì từ trước đến giờ thì để mà gọi là cái toilet đấy các bác, ông thì chưa nhìn thấy bao giờ cả. Đấy. Ông chưa nhìn thấy bao giờ cả cho nên là để mà nói là có một cái toilet ở trong nhà thì nhiều các bác ở trong thôn trong bản thì các bác cũng đôi khi là các bác cũng sẽ nói được rằng là làm như thế thì ngôi nhà nó rất là bẩn đấy, nhưng mà các bác lại không có nghĩ được rằng là
mình dọn dẹp nó sạch sẽ thì bao giờ mùi cả. Các bác cứ nghĩ là mình vệ sinh xong ấy, thì nó sẽ ở tại nơi đấy luôn, nó không thể mà nó trôi đi đâu hay nó không thể phân hủy được ấy, cho nên là nó bốc mùi rất là khó chịu. Hầu như là đa số là ở trên vùng cao ấy, cho được nói đấy các bác nhá, chứ không phải là chỉ trích là 100% cả, không phải là ý thức của người đồng bào trên vùng cao nó là cũng là kém cả, nhưng mà đôi lúc thì có những nhà người ta không có điều kiện để làm ấy các bác, người ta không có điều kiện để làm, chỉ đó làm là đi vào những cái quả rừng hay là đi vào những cái thửa ruộng người ta đi vệ sinh qua đấy thôi. Cháu lực ở trên vùng cao thì những cái điều đấy thì cháu lực là chứng kiến nó rất là nhiều các bác, cho nên là cháu lực biết và cháu lực mới chia sẻ lên cho các bác một chút thôi. Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại đấy các bác ạ, hầu như là như kiểu là tầm tuổi như kiểu người ta được như kiểu là được bên bên xã bên thôn ấy, từ nói về cái vấn đề đấy nhiều các bác, thành ra là về cái phần mà nhà vệ sinh ấy, thì bây giờ cũng đang được là bà con là đẩy mạnh để mà làm phần nhà vệ sinh ấy. Ông ơi, tự lấy cái bồn rửa bát kia ra đây một tí nào ông ơi. Con cháu mình đi ướm ở trong nhà một tí. Để cho ông hình dung được rằng là sau này chỗ rửa bát của ông sẽ ở chỗ nào các bác nhé. Có thể là khi mà dùng xong ông muốn rửa ở trong nhà thì cũng được, mà ông muốn đem đi ra ngoài rửa cũng được. Đi đi nhà à? Dạ, ông lấy vào trong nhà đi không? Ông lấy vào trong nhà để cháu đặt vào nơi nào để cho ông xem như là sau này chỗ rửa bát của ông sẽ như thế nào. Không phải rửa đâu mà ông ơi. Không tí. Có bị dính cát nào không? Dính cát. Phần khoảng sân của ông thì trước kia thì là đến đây thôi các bác ơi, đến chân của cháu lưng này, nhưng mà vừa rồi thì ông tự kè thêm một chút thì ra phía bên hông nhà nó rộng hơn, còn là ra phía bên này thì nó rộng rãi hơn rồi. Đấy, bây giờ ông đặt bên này đi, ông thử ướng xem bên này xem là nó để tao đi đâu, ông để lên trên cao được không? Cao. Anh đặt, ông đặt hẳn lên trên này này. Đấy. Này lấy cái thành đặt lên đây này. Đấy, ông phải làm đây này. Đấy. 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 Sau này thì đây là chỗ này là cái chỗ rửa bát ông ạ. Sau này mà chắt thêm nó còn cao thêm nữa. Nhưng mà từ từ nhá, ông thử xem là cái tầm này ông vừa cho ông tầm này á. Thì vừa phóng lưng ấy. Này thì ông vẫn phải khom lưng một tí nhỉ? Này thì lại cao hơn. Lại cao quá. Chỗ mỏng nó nhiều không biết. Đúng rồi, mày thì khó. Từ ông cầm nhá. Ông cầm cái cháu xem này. Làm nào thì ông cháu mình giữ được. Ông thì đặt đấy thôi này. Ông tìm một cái cây dưới cái trống cho nó bằng bằng đi không? Để cháu từ xa để xem. Đấy thì sau này là chỗ này là chỗ rửa bát với lại rửa rau của ông. Vâng. Nhưng mà đối với lại là chiều cao của ông thì như thế thì nó vẫn cháu là nhìn thấy là hơi thấp ông nhỉ? Vâng, hơi thấp tí. Nhưng mà đối với lại là tầm cháu lực đứng thì là nó vừa các bác ạ. À? Ngồi thì không đến. Đứng đúng thì rồi. Đứng thì lại cao quá nhỉ? Vâng. Đây là sau này nếu mà chắc thì cũng chỉ đâu đó là đi lên tầm độ là 1-2 phân nữa thôi các bác ạ. Này là cái thước kia của ông đâu nhỉ? Thước lọ của cháu đi đây, ở đây. Ông thử đo xem là bây giờ nó có bao nhiêu đâu.
Thứ này thì dài cũng không biết xem. Ông cứ đo đi, ông kéo kéo đi để cháu xem lên, kéo lên đó. Đấy, hôm nọ thì là làm đấy, ông kéo đi xem mà nó bao nhiêu nó. Chỗ đây ông đo chỗ đây nó bao nhiêu rồi. Lo từ dưới đất đi. À, đến đâu không? Đây, đây chữ đỏ này. Đó, lên số đỏ đây à? Là hai bảy cái 27 không? Ừ. Thưa các bác, vừa rồi thì là cùng ông là dùng cái bàn cái bồn rửa bát này, bác này dắt được đây, đặt đây để mà ứng thử cho ông cũng như là tất cả các cô bác anh chị mạnh thường quân ở trên kênh là cùng biết đấy. Nhưng mà vừa rồi thì là cúng điện cho anh em thợ hỏi cho các bác ạ, bảo là tại sao lại thấp thế các bác, mà trong khi đó cái số liệu của chấn lực đưa ra thì đang còn thiếu là đâu đó là tầm độ nếu mà đâu đó tầm độ 30 phân nữa các bác ạ. Đây bây giờ thì cái thước này thì mới được có 25 thôi, thiếu của chấn lực là mất là đi mất thiếu mất là của chấn lực là đi 10 đâu đó là 10 20 10 phân rồi. Đấy, 10 phân là bên thước nước ngoài các bác nhé. Còn thước Việt Nam thì là thiếu cho được là đi 20 phân. Đấy, cái này thì như này thì nó chỉ cho thấp hay ông nhỉ? Đấy, vừa rồi thì cứ tưởng là mấy em thợ là như thế thôi, xay như thế này thôi, ngày mai mấy em thợ sẽ tiếp tục là xay lên thì nó đủ vào cái chiều cao. Vâng. Nọ là mấy em thợ là làm mà chưa có xong các bác ạ. Hình dung là sau này là cứ hình dung là chỗ này là để mình để bát này cũng là rau này. Sau này thì sẽ, nếu mà thêm là có thêm kinh phí thì cháu sẽ làm cho một cấm một cái tủ chạm bát đấy để mà gắn vào tường. Đấy, khi mà ông rửa bát xong ông úp ấy, nước nó sẽ lại tiếp tục là chảy vào bồn, nó chảy đi xuống dưới. Đấy. Đấy, còn là hôm nay cháu xuống thì bây giờ ông ngồi đây ông nhé để cháu đọc cái phần tiền quý của ông cho ông biết một chút. Thế vừa rồi thì cháu được là cùng ông là đo đạc lại cái phần bàn thái một chút của bác ạ. Đấy, nhưng mà mấy anh em thợ ông cũng bảo ra là cháu với ông không biết. Không nghĩ là mấy anh em thợ là làm thế thôi, nhưng mà chưa phải ông ạ. Mấy anh em thợ sẽ tiếp tục là làm thêm xem cao lên một tí nhỉ. Vâng, làm cao lên, tại vì là nếu mà như tầm này thì làm mạnh là vừa rồi. Đấy, nhưng mà mạnh là vừa rồi, nhưng mà mạnh thì không lúc nào cũng không có ở thời điểm này, tại vì là mỗi năm nó một khác, cho nên là làm thì có thể là trong thời gian này thì mạnh sẽ phải dùng, nếu mà mạnh như kiểu muốn rửa bát ấy, thì là ở chỗ đấy là hơi cao đấy mạnh. Đấy, nhưng mà đến lúc mà mạnh lớn lên trưởng thành lên rồi thì tại vì là cái lúc mà mình trưởng thành thì mình hay dùng cái đấy là nhiều hơn thôi. Như tầm chiều cao cháu là nếu mà như với ông mà vừa rồi cháu ở bên thước ở bên nước ngoài là xem là 8 ở bên Việt Nam là 89 còn là cái thước mà vừa rồi ông cháu được cháu cộng với ông đo ấy thì là 35 ông nhá. Đấy, 35 là in check, có nghĩa là in check là ở bên theo cái thước kia, còn ở bên Việt Nam là 89 cm. Đấy, chưa được 1 mét. Đấy, còn là bây giờ thì cháu được sẽ công khai cái phần cái khoản với lại là tất cả các cô bác anh chị trong thời gian qua thì đã ủng hộ cho hai ông cháu, là gồm bao gồm là có những ai cô bác nhé. Ở đây thì cháu Lực cũng đã trước khi mà đi vào làm nhà ấy, thì là cháu cũng đã công khai cho ông một lần rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là ở trong đấy thì vẫn có thêm là một số các bác là ủng hộ thêm, là hỗ trợ thêm cho ông. Đấy. Đấy, nhưng mà nếu mà cái khoản để mà đủ thì là chưa đủ ông ạ. Đấy. Cháu cũng mong muốn là làm sao mà kêu gọi được là tầm độ 190 triệu để mà hoàn thiện cái ngôi nhà của ông. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là sẽ có là vài những cái thứ mà phát sinh ra là mua bạc. Trước thì cháu được không ước lượng là mua bạc nhiều thế, nhưng mà năm nay thì lượng mưa nó nhiều quá các bác ạ, thì ra là cháu được là mua bạc ở bên đấy là và cái khoản đấy là thêm là nhiều hơn. Đấy, với lại là thỉnh thoảng thì cũng mua thức ăn cho mấy anh em thợ là một chút. Đấy thì danh sách của hai ông cháu thì cũng đâu đó là có rất là nhiều cô bác ủng hộ,
đấy. Nhưng mà đặc biệt là ở đây là có hai chị là Nguyệt Thúy, hai chị là đồng hành giúp trợ duyên cháu Lực và giúp đỡ cho hai ông cháu là nhiều hơn cô bác ạ. Và thứ hai thì là được bà bé, và thứ ba thì là được hai chị là chị Trần Đỗ Giáng My là ở bên Hồng Kông. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ xin phép lần đầu và công khai tất cả quà hỗ trợ của các bác dành tặng tới cho hai ông cháu của bác nhé. Anh cũng mong muốn là cái khoản đấy thì nó sẽ hơn là 190 triệu một chút, để cho cái có một chút là cái khoản sẽ phát sinh ra thêm của bác ạ. Ví dụ như là bây giờ đang lấy gạch chẳng hạn, thì hôm nọ thiếu đấy thì là lại đi thuê thêm xe và đi mua thêm gạch một chút nữa. Ừ. Đôi lúc thì dự tính thì nó không có như kiểu như mình tính quá của bác ạ, nó không có thuận lợi. Nếu mà như nhà của ông cháu ấy thì thời gian vừa rồi ấy, lúc nào mà cũng trời nắng ấy, không có mưa thì cũng không phải là mua nhiều thứ tiền tế cả. Và ở đây thì là bắt đầu là cháu nhận là cái khoản hỗ trợ của nhà ông thì là ngày 19 tháng 12 ông ạ. Đến thời điểm hiện tại thì là vào ngày 17 tháng 9 của bác ạ. Ngày 17 tháng 9 rồi thì coi như là đến ngày này thì ngôi nhà của ông cháu là tương đối là hoàn thiện, đâu đó là 100% rồi các bác, còn thêm vài phần trăm nữa thôi. Và người đầu tiên mà giúp đỡ cho ông thì là ngày 19 tháng 12 thì là bà bé là ở Mỹ là có gửi 8 triệu này 410.000 đồng. Thì ở đây cháu Lực xin được phép là nói thêm một chút các bác nhé, có một số cô bác anh chị là gửi là hai có thể là ba lần đấy, thì nếu như có bác nào mà gửi hai lần thì các bác nhớ là theo dõi hết video để xem là có đầy đủ với lại là đúng là cái ngày tháng của mình gửi không cô bác nhé, thì cháu Lực sẽ không có cộng lại. Thí dụ như là bây giờ là bà bé gửi cho cháu là 8 triệu thì là ngày mai là gửi thêm 8 triệu thì cháu Lực sẽ không có gộp vào nữa. Cháu Lực sẽ ngày 19 thì gửi 8 triệu thì nếu mà ngày mùng 10 thì gửi 8 triệu cháu Lực sẽ lại ghi vào ngày mùng 10 ông nhé. Đấy, ngày 19 tháng 12 thì có bà bé ở Mỹ là 8 triệu là 410.000. Ngày 20 tháng 12 có hai chị là Nguyệt Thúy ở Mỹ là gửi 5.040.000. Ngày 21 tháng 12 có chị Trần Thị Châu là 500.000 và có gửi cho cháu Lực là 200.000 để mà làm bằng kinh phí đồ sang đi lại. Ngày 22 tháng 12 có chị Hoàng Thu Hương gửi 4.240.000 và có cho cháu Lực là 100.000 để làm kinh phí đồ sang đi lại. Ngày 26 tháng 12 thì có cô Hồng gửi 1 triệu và cũng cho cháu Lực là 100.000 làm một kinh phí đồ sang đi lại. Ngày mùng 6 tháng 1 bà Nguyễn Tình Nghĩa gửi 1 triệu. Ngày 31 tháng 1 bà Nga Trần ở Canada gửi 3 triệu. Ngày 22 tháng 1 có bác Linh ở Canada gửi 1.800.000 là 25.000. Ông chú ý xem là đọc chú ý xem là cháu đọc ông nhá. Vâng. Có một số bác thì sẽ gửi cho ông là hai lần nhá, ông nhớ ông nhá. Vâng. Đấy, tiếp tục là ngày 18 tháng 1 thì lại tiếp tục là được hai chị Nguyệt Thúy là ở Mỹ là gửi 20.000.000 là 06.000. Ngày 30 tháng 1 ngày 30 tháng 1 thì là bà An Phạm ở Mỹ gửi là 2.450.000. Ngày 27 tháng 2 cô chú Sang Phương gửi 1 triệu đồng. Ngày 28 tháng 2 tiếp tục được hai chị là Nguyệt Thúy gửi là 50 triệu là 108.000. Ngày 7 tháng 3 thì bác Kim Hoàng ở Mỹ là gửi 2 triệu. Ngày 17 tháng 5 chị Trần Đỗ Giáng My ở Hồng Kông là gửi 17 triệu là 500.000. Ngày 24 tháng 5 tiếp tục được hai chị là Nguyệt Thúy gửi là 30 triệu. Ngày 27 tháng 5 thì được bà bé ở Mỹ gửi 6.600.000 đồng. Ngày 1 tháng 6 có bác Xuân Vũ ở Úc gửi 5 triệu. Ngày 6 tháng 6 có được bà An Phạm ở Mỹ gửi 2.500.000 là 20.000. Ngày 7 tháng 6 bác Đào Nguyên ở Hồ Chí Minh gửi 500.000 và có cho cháu Lực làm kinh phí đồ xăng đi lại là 100.000. Ngày 17 tháng 6 có bác Quang ở Mỹ gửi 1 triệu. Ngày 18 tháng 6 có bà Phương ở Canada gửi 4.420.000 và cũng cho cháu Lực làm kinh phí đồ xăng đi lại là
1.100.000 là 05.000. Ngày 11 tháng 7 thì có anh Thế Lân Ngô và bà Thiên Lý Nguyễn ở Canada là gửi 900 là 20.000. Ngày 9 tháng 9 thì được bà bé tiếp tục là ủng hộ thêm là 6 triệu là 100.000 nữa. Đấy thì là tổng là vừa rồi cháu đọc là tất cả các bác, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân là ủng hộ cho hai ông cháu. Đấy thì đến tất cả cái khoản tiền này này cô bác này thì hiện tại là vẫn chưa có đủ mà 100 là 90 triệu cả. Đấy cháu Lực cũng rất là mong là sẽ được sự ủng hộ của các bác là trợ duyên giúp đỡ cho hai cháu để mà hoàn thiện thêm một số cái chi tiết để mà cần làm nữa các bác. Ở đây thì hiện tại là nếu mà đi vào ở là đi vào ở được rồi. Đấy nhưng mà cửa vẫn chưa đi vào được các bác ạ. Đấy ở đây thì là có hai chị là Nguyệt Thúy là rất là quen thuộc với lại là ông rồi đúng không? Đấy, đối với lại là ông đến với hai ông cháu ấy, có duyên với lại hai chị là Nguyệt Thúy thì có duyên từ có thể là từ từ đâu nó có một cái duyên đấy. Đấy hai chị Nguyệt Thúy là khi mà theo dõi được những cái thước phim về ông cũng như là Mạnh là hai chị là Nguyệt Thúy rất là đồng cảm và giúp đỡ rất là nhiệt tình. Đấy, ngoài những cái phần ngoài những cái khoản tiền mà hai chị là Nguyệt Thúy gửi cho ông để làm nhà ông nhá, còn thêm rất là nhiều cái để mà gửi cho ông nữa. Thì ông có đôi lời nào muốn gửi tới các bác Mạnh Thường Quân không ông? Xin được các chị các em nó giúp được hai ông cháu với cháu, với tôi cũng xin cảm ơn các cả đoàn thể giúp ông qua. Tôi cũng rất mong muốn chúc sức khỏe các chị các em mình khỏe tốt đẹp thôi, chứ không biết nói nhiều tí cũng không thông mấy. Các em chỉ thông cảm cho tôi. Ông là thời xưa là ông còn là đi làm một hội gọi là chuyên gia đi mở đường đúng không? Thành ra là biết về một chút tiếng phổ thông đấy, chứ còn không thì là nếu mà như để hai ông cháu giao tiếp ấy thì giao tiếp bằng tiếng Nùng thì lại phiên dịch cho các bác thì nó là một cái khoảng mà nó rất là lâu. Rồi Mạnh thì hiện tại là đang đi học rồi, thành ra là không có ở nhà là nhiều cả các bác ạ. Trong thời gian qua thì cũng xin được cảm ơn tất cả các bác này, cô chú anh chị và khán giả Mạnh Thường Quân ở trên kênh đã đồng hành cùng cháu Lực. Và cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà thứ hai cháu Lực là thực hiện trên kênh rồi. Và hiện tại thì cái lượng người đăng ký của cháu Lực ấy thì cũng hơn đăng ký kênh các bác thì cũng được là 14.000. Các bác là yêu quý và ủng hộ thì trong thời gian tới thì sẽ mong khi mà mỗi các bác theo dõi được video ấy cho cháu Lực xin một nút like và một nút chia sẻ hoặc thêm một lần đăng ký kênh. Đấy là cái động lực mà phải nói là rất là lớn đối với lại cháu Lực khi mà có một số khi mà có một cô và một số khán giả mới thì đồng hành cùng ấy, thì là cảm thấy như là nó cảm thấy như là cái sự những cái điều mà mình làm ấy cô bác ạ, nó được các bác công nhận, cho nên là các bác dành tặng cho một nút đăng ký. Đấy, có khi mà được khi mà các bác giúp đỡ ấy, thì cháu Lực là người ở giữa đi chia sẻ đấy, đi chia sẻ để kết nối đấy những hoàn cảnh những cái số phận còn là bất hạnh hay là xấu hay là hoàn cảnh khó khăn để mà chia sẻ đến kênh. Thì các bác cũng yêu quý và ủng hộ rất là nhiều khi mà nếu mà như các bác cũng cảm nhận thôi, các bác giúp được một người nào đó mà trong thời gian mà mình quay lại mà nhìn thì phải nói là nếu như là có sự phát triển từ đó lên thì các bác khi mà các bác nhìn lại các bác cũng nghĩ cái bản thân của mình rằng là đó là một cái đó là mình cũng được giúp, thành ra là giúp đúng người ấy các bác. Như hiện tại là ngôi nhà của hai ông cháu đang ở này, cháu Lực với lại ông đang ngồi hiện tại này các bác ạ, thì đó là tất cả những cái trái tim của các bác là dành tặng cho hai ông cháu. Đấy, ở đây thì cái khoản hỗ trợ nhiều nhất thì các bác cũng đã biết được rằng là hai chị là người Thúy là giúp đỡ là nhiều hơn. Đấy, trong một thời gian tới khi mà hoàn thiện nhà đấy thì nếu như
được sự trợ duyên của các bác là giúp đỡ cho ông là hiện tại thì là ông có một cái bộ giường rồi nhá, một cái bộ giường với một cái bàn học rồi. Đấy, một cái bộ giường rồi, và sau đó thì nếu mà phần nội thất ở trong nhà thì cháu Lực cũng chỉ mong muốn là sắm cho ông là ví dụ như là một cái bàn thờ này, hay là một số đồ dùng bát đũa ở trong nhà thôi, và thêm là một cái chạm bếp nữa, một cái chạm bát nữa. Thế còn về những cái phần là bếp ga này, bếp ga thì chắc chắn là sẽ có, còn về tủ lạnh này, là nồi cơm điện này, thì cái đấy thì cháu Lực rất là mong sẽ được sự trợ duyên của các bác là nhiều hơn cô bác nhé. Để cho ông là vào trong nhà thì khi mà nó có đầy đủ hơn đấy. Lúc nào mà khi mà hoàn thiện nhà thì ông muốn sử dụng bếp ga thì có bếp ga, còn ông muốn sử dụng là bếp củi thì có cái bếp củi. Thế nhưng mà đối với lại là ông thì trước mà này, nếu mà để mà bếp ga ấy, ông sử dụng ấy, ông trước đây thì ông có nhìn thấy bếp ga bao giờ chưa? Nhìn là anh em chơi thì thấy rồi, mà ông chơi đúng không? Ông mà chưa được dùng bao giờ đâu nhỉ? Chưa được dùng. Trước đi hồ người ta anh em làm được lúa cái gì ấy, nó có thì như nhà cháu ấy, nhà cháu có bếp ga ấy, thì bố mẹ cháu ở nhà ấy, đến lúc mà đi làm ruộng làm đồng rồi này, đến lúc mà vội quá thì mới dùng thôi. Còn là những lúc mà không vội ấy, thì đi lấy củi về vẫn đun nó bếp củi là nhiều hơn. Những lúc nào mà gọi là có những lúc nào mà mình vội thì mình dùng nó nhanh hơn. Ví dụ như buổi sáng ấy, buổi sáng ông đưa Mạnh chẳng hạn đi học, thế bây giờ ông lại lóc cốc ra bên kia nhóm bếp, thì nó nhóm bếp thì ít nhất là rơi đó tầm độ 5 phút rồi. 5 phút thì nó mới được rồi. Đấy. Có vẻ mấy hôm nay thì thời tiết nó thay đổi. Cô bác ạ, thành ra là cảm giác như là cháu Lực cũng sắp ốm ra rồi, thấy nó mệt quá. Thế ông thì ở nhà thì cố gắng giữ gìn cái sức khỏe của mình ông nhá. Chứ đừng để mà lúc nào cũng đâm đầu vào đi làm lúc mà trời nắng trời mưa như này này. Thứ nhất là mưa là ông đi là ông phải biết đội, ông phải tìm áo mưa để mà đeo đi nhá. Còn nắng thì ông phải đội mũ nhá. Thì đấy là như kiểu trước ông thì ông không có ấy, thì ra là ông cứ thế mà đầu trần mà đi đâu các bác ạ. Ra là rất là tội cho ông. Lúc nào cũng nhìn thấy ông là xuống là trong cái tình cảnh mà nghe là ông hôm qua ông bị ốm vắt xá, là khi mà bỏ áo ra là hết cả người là tím hết. Tím hết như kiểu là có ai đánh nó trông nó rất là ghê. Có một số bác thì nếu mà theo dõi được rằng là đấy là biết vắt xá, nhưng một số bác thì lại không biết được rằng là như kiểu là ông bị ai đánh. Hay không, có một số bác là điện cho cháu Lực bảo là hôm qua ông sò bị ai đánh sao lại tím hết cả người đi ấy. Không bắt thì không khỏi ạ, bị cầm. Ông thì có vẻ như quen nhờ ông nhờ. Vâng. Giờ, chưa giờ mấy mà, mười đêm khê đến 12, đến 1 giờ thì ngày hôm sau là bị cầm rồi, không hề được sợ. Nhưng mà đấy là ông thì, các bác nhìn nhờ, ông thì năm nay là được 60, gần 60, năm mấy ông nhỉ? Năm 8 nè. Năm 8 thì cũng gần 60 quá. Đấy. Gọi là lao lực nhiều quá các bác ạ, ra là mới khiến cho ông là có một cái thân thể và cái thân hình mà nó mà gầy như thế các bác ạ. Đấy, phải nói là trước kia thì là nuôi bố với Mạnh là lớn lên, là sau khi mà bà mất ấy, là nuôi bố của Mạnh ấy, là lớn lên đến tầm tuổi của Mạnh, và bà không có rồi, lớn lên xong lại tiếp tục là bắt đầu là nuôi đến cháu ông nhà. Tiếp tục là nuôi lên cháu hiện tại thì bố của Mạnh thì vẫn còn chưa biết là thông tin gì cả trong thời gian tới. Như nếu mà cháu được biết về cái thông tin bố của Mạnh thì cháu được sẽ tập nhật cho các bác là cũng biết để làm sao mà cho các bác cùng nhau đưa ra những cái ý kiến để mà giúp đỡ được cho bố Mạnh là trở về để mà đoàn tụ các bác. Đấy, có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác, và cũng rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và rất là cảm ơn các bác đã đồng hành tới cháu Lực, cùng với cháu Lực tới cái thời điểm hiện tại. Trong thời gian tới thì khi mà cháu Lực đi chia sẻ thêm những hoàn cảnh nào thì rất là mong là sẽ được sự yêu quý của các bác là giúp đỡ những hoàn cảnh đó có một cuộc sống là tốt hơn chẳng hạn. Không cần mong sao là có ngôi nhà cả, nhưng mong sao là có cuộc sống về tương lai của các em là bất khổ đi thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác không?
Chào các em các chị nhá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.